Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục An ninh Lào Cai hôm nay, sau phần tin hoạt động của lực lượng công an tỉnh nhân tháng hành động phòng chống ma túy, xin giới thiệu tới quý vị và các đồng chí phóng sự công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy 6 tháng đầu năm 2019 của lực lượng công an tỉnh Lào Cai. Trước hết, phần tin sẽ mở đầu cho chuyên mục. Mời quý vị và các đồng chí cùng quan tâm theo dõi. Vừa qua, đoàn công tác của Cục Đào tạo Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoạt động an sinh xã hội tại huyện Bắc Hà. Tại buổi làm việc, các đại biểu hai bên đã được đồng chí Thượng tá Nguyễn Viết Lâm, trưởng Công an huyện Bắc Hà báo cáo khái quát về đặc điểm, tình hình, những khó khăn vướng mắc trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và những khó khăn thuận lợi trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn huyện trong những năm qua. Thay mặt lãnh đạo cục, đồng chí Thiếu tướng Bùi Minh Giám, cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ công an huyện Bắc Hà đã đạt được, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của công an huyện Bắc Hà để trong thời gian tới điều chỉnh cho phù hợp. Trong dịp này, đoàn công tác đã đến trao tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách là con các liệt sĩ công an nhân dân trên địa bàn huyện và trao tặng công an huyện Bắc Hà một chiếc TV phục vụ công tác thông tin sinh hoạt của đơn vị. Công an tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của các tổ chức doanh nghiệp đóng trên địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy và quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện hơn 50 doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến trình tự và thẩm quyền phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cơ sở. Thời hạn sử dụng giấy chứng nhận huấn luyện về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng tại chỗ, công tác giao nộp, xử lý các hộ kinh doanh, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Những góp ý, thắc mắc của các doanh nghiệp đã được lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh giải đáp. Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến đóng góp của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong Công an nhân dân. Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng cháy chữa cháy và công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Công an tỉnh Lào Cai vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho công an các huyện, thành phố năm 2019. Đến dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và 44 học viên. Căn cứ vào mô hình tổ chức, đội ngũ cán bộ và tình hình công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lãnh đạo công an các huyện, thành phố trực tiếp phụ trách, chỉ huy cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong thời gian tập huấn 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, các học viên được truyền đạt các nội dung cơ bản như công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, công tác nghiệp vụ cơ bản về phòng cháy chữa cháy, công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, công tác cứu người bị nạn và sơ cấp cứu ban đầu, thực hành dập tắt đám cháy bằng dụng cụ, phương tiện cháy ban đầu. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng công an tỉnh Lào Cai đã chủ động mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Qua đó đã đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án, tụ điểm, đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục có diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp,
đồng thời tăng cường lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy lớn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua các vụ án đã bị triệt phá cho thấy tính chất, mức độ ngày càng phức tạp, các đối tượng hoạt động thành đường dây khép kín và thủ đoạn ngày càng tinh vi như sử dụng xe ô tô vận chuyển với số lượng lớn, tạo ra những lỗ hổng trong khung xe, sàn xe, sau đó hàn lại. Thủ đoạn này tuy không mới nhưng gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, truy bắt đối tượng. Cái hoạt động của các tội phạm ma túy trên địa bàn thì hoạt động rất là tinh vi. Các cái đối tượng thì tập trung trong cái việc là tạo nên các cái đường dây, các cái nhóm hoạt động liên huyện, liên tỉnh và xuyên quốc gia, tạo nên một cái tình hình phức tạp cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 113 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt lập hồ sơ xử lý 137 đối tượng, khởi tố 104 vụ, 127 bị can, tăng vật thu giữ 46 bánh heroin, 1,86 kg ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, 9 xe mô tô, 30 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan. Điển hình là các vụ ngày 22 tháng 1 năm 2019 tại khu vực xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Tráng Xeo Trúng và Lù Xeo Nhà. Cả hai đối tượng đều trú tại xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Trúng khai đã nhận 10 bánh heroin của một người Mông sống tại Trung Quốc, sau đó gọi điện cho nhà tìm người mua hàng. Đến ngày 22 tháng 1 năm 2019, sau khi đã liên hệ được với khách mua hàng, cả hai đối tượng hẹn nhau tại nhà nghỉ Ngọc Diệp để mang đi tiêu thụ. Khi chưa kịp mang đi bán thì đã bị bắt giữ. Gần đây là chuyên án 619M, khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2019, tại địa phận xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Công an huyện Mường Khương phối hợp với đồn biên phòng Bản Lầu đã bắt quả tang hai đối tượng là Giang Xeo Ký, trú tại xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, và Lý A Páo, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, đang có hành vi vận chuyển trái phép 16 bánh heroin. Quá trình đấu tranh, hai đối tượng khai nhận số heroin trên được Sùng Xeo Páo, trú tại tỉnh Đắk Lắk, thuê mang đi tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mường Khương phối hợp với Công an thành phố Lào Cai đã vây bắt thành công đối tượng Sùng Xeo Páo khi y đang lẩn trốn tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Qua công tác đấu tranh, triệt phá các vụ án về ma túy thời gian qua cho thấy, hầu hết đối tượng phạm tội về ma túy rất manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Trong cuộc chiến cam go đó, nhiều lần máu cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân đã đổ trong khi truy bắt các đối tượng. Ngày 4 tháng 4 năm 2019, Công an thị trấn Phố Lu và Tổ bảo vệ dân phố khi đi tuần tra phát hiện đối tượng Đặng Văn Long, trú tại xã Phố Lu, có hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Khi bị phát hiện, đối tượng đã bỏ chạy. Trong quá trình truy bắt đối tượng, Thiếu úy Đinh Tiến Quân, cán bộ công an thị trấn Phố Lu đã bị một thanh sắt đâm vào đầu gối. Tuy bị thương, nhưng đồng chí cùng các lực lượng đã quyết vây bắt được đối tượng. Ngày 26 tháng 4 năm 2019, thực hiện kế hoạch đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy năm 2019 của Công an thành phố Lào Cai, Công an phường Bắc Cường đã cử tổ công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Phú Thịnh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Quá trình tuần tra phát hiện, đối tượng Phạm Thái Hùng sử dụng trái phép chất ma túy. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp vào vùng bụng và thắt lưng và cắn vào cánh tay đồng chí Vũ Huyền Phong nhằm tẩu thoát. Mặc dù bị thương, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đồng chí Phong cùng các đồng đội đã bắt giữ được đối tượng. Và trong cái thời gian qua thì cũng đã kết hợp với công an phường là tuần tra kiểm soát và truy bắt những đối tượng mà có cái biểu hiện sử dụng ma túy trái phép trong khu vực địa bàn của phường quản lý cũng như khu dân cư trong địa bàn. Việc đấu tranh triệt phá thành công các vụ án, chuyên án lớn, bắt giữ được các đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng phục vụ công tác điều tra, xét xử và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia. Trước hết là được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh trong quá trình xác lập chuyên án và phá án.
Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ngay sau khi được báo cáo kết quả vụ án đã đến trao thưởng nóng, đồng thời chúc mừng và biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Lào Cai và các lực lượng tham gia phá án. Đây là sự động viên và là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục An ninh Lào Cai hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị và các đồng chí.